Nếu một người không có bằng cấp 2, cấp 3 thì khi đi tu họ có được thọ giới tỳ kheo hay không? Nó kẹt cái đó là quy định của giáo hội Phật giáo Việt Nam á, thì khi thọ giới tỳ kheo với một người trẻ tuổi đó thì họ phải có bằng cấp 3. Bởi vì như vậy nó sẽ nâng cái trình độ học vấn lên, nâng trình độ học vấn lên. Bởi vì như vậy thì nếu như mà không có bằng cấp 3 đó thì sẽ không có được cái giấy chứng nhận tỳ kheo. Tu thì vẫn tu được theo luật của Đức Thế Tôn đó, thì tu thì vẫn tu được. Nhưng mà giấy tờ thì không có. Mà quý vị biết là thời buổi ngày nay đó, mà không có giấy tờ thì đi đâu làm gì nó cũng khó. Chứ không nói là quý vị tu lậu nha, tu không có chủ của tu lậu ở đây. Nhưng mà khi chúng ta không có giấy tờ đó, sau này đụng đủ thứ khó hết trơn á, thành ra cái chuyện nó không có khuyến khích. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là giả sử như đó, mà quý vị đi tu rồi có nghĩa là cạo đầu đắp y thọ giới rồi thì quý vị mới đi học đó, thì nó lại có một cái kẹt khác. Không lẽ bây giờ đó đi tập quân đi học mà quý vị vẫn đắp y hay sao? Mà giả sử mà quý vị thuyết phục được nhà trường mà đắp y đó, mà đi học á, thì không lẽ bây giờ vô những cái tiết như là tiết quân sự rồi quý vị ôm súng, quý vị ôm cái y đó rồi lăn lê bò xoài rồi ôm súng rồi bắn ngó ra cái gì đó. Hoặc là những cái tiết thể dục, tôi chỉ nói cái chuyện đơn giản thôi là mang cái giày thể dục. Ông sư ổng đắp y, ổng mang cái giày thể dục ngó nó kỳ khôi lắm đó. Rồi tập thể dục, rồi tập như thế nào, rồi nhảy dây, giả sử như nhảy dây nè ha, rồi nhảy sào nè ha, rồi nhảy cóc nè ha. Rồi một cái vị tu sĩ mà đắp y mà tập những cái đó gì ngó coi nó ra cái gì, nó mất tăng tướng ghê lắm ha. Và bản thân khi mà như vậy đó, thì người ngoài họ nhìn vô thì họ sẽ đánh giá người tu, họ đánh giá như thế nào. Nó kẹt cho đó. Rồi nó kẹt một chỗ nữa đó là nếu như mà thọ giới rồi là đi học đó, không lẽ mình học rồi không có trả bài, mà trả bài không lẽ giờ cô giáo kêu lên là mình ấp ấp a ấp úng cái chảnh rồi làm sao? Rồi thí dụ như mà mình học rồi bị điểm kém rồi làm sao? Nói chung là nó đủ thứ khó hết trơn á. Thành ra là sư vẫn khuyên quý vị nên lấy cái bằng cấp 3 đi ha, bắt cấp 3 bổ túc cũng được, rồi sau đó quý vị đi tu thọ giới thì cái gì nó cũng dễ. Cái gì nó cũng dễ. Tu á, mà không có bằng cấp á, thì vẫn tu được chứ không phải không tu được. Nói theo đúng, nếu nói đúng pháp á, tu được chứ không phải không tu được. Nhưng mà như sư nói, ham cái trước mắt, về lâu dài á, bản thân mình là người chịu thiệt. Không có giấy tờ mình không làm được cái gì hết trơn. Đi đâu người ta cũng hỏi là cái giấy chứng nhận tăng ni ở đâu. Đấy. Rồi sau này là giả sử như á, mà quý vị là cái mình là cái người bất tài vô dụng á, ăn ăn nhờ ở đậu là coi như là chỉ chờ chờ chết thôi, và ăn bòn rút tiền cư sĩ thì thôi sư không nói tới. Nhưng mà giả sử như quý vị là cái người có tài đó, giả sử như người có tài mà sau này có thể là cái người nâng đỡ một phương, làm chỗ dựa cho một phương á, rồi thì sao? Không có giấy tờ. Giả sử như là muốn muốn làm cái gì thì nó cũng khó, nói chuyện với chính quyền thì nó cũng kẹt là không có giấy tờ chứng minh đó. Rồi nếu như mà có ngôi chùa thì cũng không thể nào đứng đứng làm trụ trì, một quản lý một ngôi chùa được, tại vì không có giấy tờ. Thành ra đó là vì đủ thứ khó như vậy, sư vẫn khuyên là quý vị nên nên ha nên có bằng cấp 3 đi, rồi muốn làm cái gì đó thì làm.